Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả. Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu được tin dùng và giới thiệu nhất. Nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.